Xin chào, hello, welcome to my channel. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Trang Đoàn. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Trang Đoàn. Hôm nay mình với lại cháu gái mình đây đi ra công viên để mà đi chơi thì bọn mình có mua kem. Mỗi cái cốc kem như thế này là có giá 30.000 tiền Việt Nam. Và mua ở Đức thì không có mua ngồi đấy ăn. Và mình đi ra công viên chỗ này thì chỉ có hai dì cháu mình ngồi đây thôi. Thì bây giờ bọn mình sẽ ngồi tận hưởng cái cốc kem này. Và cuối cùng là mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề ngày hôm nay. Hiện tại thì Trang Đoàn đang ngồi ở một cái công viên gần nhà. Thì trong rất nhiều các cái clip trước ấy, mình đã quay về các cái công viên khác nhau ở Đức. Thì hôm nay thì mình tiếp tục ra công viên, bởi vì cũng có lý do là một số bạn ấy thì xem video của mình cũng bảo mình là chị ơi chị quay thêm công viên ở Đức đi. Bởi vì công viên ở Đức ấy thì nhìn rất là yên bình và rất là xanh, rất khác với lại công viên ở Việt Nam ấy. Chính vì vậy hôm nay mình lại ra công viên tiếp. Và cái lý do thứ hai tại sao mình hay ra công viên, bởi vì bây giờ ở Đức ấy, thì khá là ấm và khá là nóng ấy, vì đang là mùa hè. Nhiệt độ hôm nay khoảng hơn 30 độ C. Chính vì vậy ấy, mà đi ra công viên ấy, nó cũng làm cho mình mát mẻ hơn, thư giãn hơn. Và mình hưởng cái không khí với lại cái gió trời ấy, thì cái cơ thể con người của mình nó cũng khỏe mạnh hơn. Và hôm nay ấy, thì nhân tiện hôm nay thì mình cũng chia sẻ là bây giờ nước Đức ấy, cũng đã bắt đầu là trở lại cuộc sống bình thường sau khi mà đại dịch Covid nó hoành hành suốt cái năm 2020, 2021 và đầu cuối năm 2019 ấy. Thì bây giờ ấy, bọn mình đã được mở lại các cái nhà hàng này, quán ăn này, khách sạn này, các cái điểm du lịch này và rất nhiều các cái khu vui chơi giải trí như kiểu là rạp chiếu phim cũng đã bắt đầu được mở lại. Thì suốt trong cái năm 2020 là đóng cửa, có những lúc kiểu đóng hoàn toàn ấy, chỉ có đi cửa hàng cũng chỉ mang, nhà quán ăn ấy cũng chỉ được mang về, không được ăn ở đấy, rồi trường học cũng học online, rồi cuộc sống nó ảm đạm. Những cái người mới đến định cư hay là những cái du học sinh đến đây ấy, vào cái thời điểm mà bị giãn cách xã hội ấy, thì mọi người kiểu cảm thấy chán, bởi vì suốt ngày phải ở trong nhà, không có đi ra ngoài được, không có làm được cái gì cả. Thì mọi người kiểu tự nhủ là sang ở cái thời điểm này nó không đúng ấy, nhưng mà cái việc mình phải đi thì mình phải đi thôi. Và rất nhiều bạn đã đặt ra câu hỏi là nước Đức có còn yên bình như trước cái đại dịch hay không, nước Đức có còn kiểu như là đáng sống như trước cái đại dịch hay không. Thì các bạn có biết rằng theo cái tổ chức mà đánh giá về sự yên bình của các quốc gia ấy, thì năm 2019 Đức đã được xếp hạng là quốc gia đứng số 22 về sự yên bình. Nhưng đến năm 2020 thì cái nước Đức ấy đã trở thành quốc gia đứng số 16 về một trong những quốc gia mà yên bình nhất thế giới. Thì Iceland và New Zealand, Iceland là số 1, New Zealand là số 2, đánh giá là an toàn nhất và yên bình nhất thế giới ấy. Thì tại sao Đức mà đang ở số 22 mà bây giờ lại lên đến số 16 về cái sự yên bình? Thì mình có thể giải thích như thế này. Vì năm 2020 ấy, Đức cũng hứng chịu hậu quả rất là nghiêm trọng của cái dịch Covid này. Nhưng mà Đức đã khống chế đại dịch khá là tốt, tỷ lệ người nhiễm và người chết thấp hơn nhiều so với quốc gia như Ý này, hay là Pháp, hay là Tây Ban Nha. Có những lúc mà Ý hay là Pháp kiểu quá tải bệnh viện rồi là hệ thống y tế, thì Đức đã đưa máy bay sang để đón bệnh nhân từ Ý và từ Pháp sang Đức. Thì cái hệ thống y tế của Đức ấy, rất là tốt. Đức có rất nhiều các cái giường bệnh mà đạt tiêu chuẩn cho những bệnh nhân Covid-19. Chính vì vậy mà nước Đức ấy được đẩy, được cải thiện nên cái vị trí xếp hạng của những cái quốc gia mà yên bình, mà an toàn nhất thế giới là như vậy. Thì mình ở đây thì bản thân mình cũng thấy là khá là yên bình ấy. Kể cả ngày xưa mình có đi làm thêm ấy, mà mình làm đến 12 giờ 1 giờ ở những cái quán ăn ấy. Mình về trời tối mù tối mịt thì mình vẫn cảm thấy rất là yên bình. Đương nhiên là mình có chút sợ hãi, nhưng mà mình thấy vẫn rất là yên bình. Mình chưa bao giờ có cái gì xảy ra cả. Chỉ có một số cái bọn trẻ trâu thì nó hay trêu, nhưng mà nó trêu thế thôi, nó cũng chẳng làm gì, nó cũng không có hành động bạo lực hay gì cả. Còn ban đêm nếu các bạn đi ở những thành phố lớn thì có thể có bọn say rượu, nó làm cái này làm cái kia, thì tốt nhất là nếu các bạn ở Đức thì các bạn cũng tránh, không nên đi ra ngoài vào cái lúc mà sau 10-11 giờ tối. Nếu như các bạn phải đi tiệc hay là đi bar hay đi club với lại bạn bè của các bạn thì lúc đấy các bạn đi với các bạn rồi thì nó an toàn, nó không có cái vấn đề gì cả. Nhưng mà đi một mình thì cũng hơi bị kiểu sợ một chút thôi, chứ còn mình nghĩ là rất là an toàn, không có vấn đề gì cả. Nước Đức thì là một cái nước rất là nhiều các quốc gia đến nhập cư, đến tị nạn. Đương nhiên là không đa dạng, không đa chủng tộc như kiểu ở Mỹ, nhưng mà ở đây các bạn có người Thổ Nhĩ Kỳ này, người Syria, Iraq, Iran, Afghanistan, rồi Pakistan, rồi rất nhiều các quốc gia châu Á, rồi các quốc gia châu Mỹ, các quốc gia trong Liên minh châu Âu, họ đến đây họ sinh sống rất là yên bình. Mình thấy rất là ok. Cái văn hóa đa dạng tạo cho mình được cái sự đa dạng, học hỏi được nhiều hơn, nó không có cái gì tiêu cực cả. Bản thân Trang Đoàn nghĩ là nước Đức vẫn là một quốc gia rất là an toàn và quốc gia đáng sống, với lại rất nhiều thứ mà mình đã liệt kê trong những cái video trước của mình về nước Đức, rồi là kể cả về cái lợi ích khi mà các bạn đi du học ở đây các bạn có thể đạt được. Các bạn có thể quay lại những cái video cũ của Trang Đoàn, hay là video về du học Đức, tại sao lên du học ở Đức ấy. Trong cái video đó mình cũng giải thích rất rõ. Và chính vì vậy nên là khi mà mình ở đây thì mình cảm thấy cuộc sống rất là thú vị, bởi vì hàng ngày mình có nhiều cái để mình khám phá ấy. Ok, bây giờ thì mình xin kết thúc cái video của mình ở đây. Cái video của mình cũng chia sẻ ngắn gọn về đất nước Đức, về cuộc sống ở Đức, về cái chia sẻ là nước Đức có còn an toàn hay không sau cái đại dịch Covid-19. Thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ Trang Đoàn. Nếu các bạn có ý kiến gì thì các bạn có thể comment, có thể gửi tin nhắn riêng cho Trang Đoàn để mình có thể cải thiện chính bản thân mình trong những video tiếp theo. Thì bây giờ mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh, nhớ ấn quả chuông để cập nhật những video mới nhất của Trang Đoàn. Ok, xin cảm ơn. Bye bye, xin chào.